Xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ review cho anh em quán cà phê Đăng. Quán này cũng rất là đẹp, mình hay ngồi. Quán này có vị trí là giao với này đường đường Cửu Việt và đường Nguyễn Ích Khiêm ở bên Gia Lâm. Các bạn nhé. Mình cũng đi vào bên trong nhá. Anh ngồi taxi khá đẹp.